Sơn Hà nay qua kiếm chị dâu nữa ha Sơn Hà. Chị dâu đâu rồi con? Em dâu đâu rồi? Con mới đi học về mà. Dạ hả? Sơn Hà. Nội đâu? À, bọn Sơn chào cả nhà ha. Bữa nay mình về ngoại chơi. À, mẹ làm mấy cái bánh bao cho ngoại. À, Sơn Hà về cái chạy vào đây nè. À, đi kiếm chị dâu nè. À, em bé tên là Dâu. À, cái người ta kêu là chị dâu của Sơn Hà. Má ba vẫn còn ở đây. Dạ nó chạy kiếm chị dâu à. Chị dâu ra, Sơn Hà hùng hùng ở nhà không ăn, qua đây ăn. Em gái mình kìa. Đi kiếm chị dâu hả? Kiếm chị dâu. Ờ, không? Nếu mẹ con đẹp mình chết thì mẹ nữa đi. Dạ, làm bánh vậy cho ngoại. Qua sao thấy buồn nói sợ hùng nãy bà nội làm không chịu ăn. À dạ hả? Tưởng qua đây phần của bà cố mà sợ hùng ăn. À, cảm ơn. Trời bữa nay nực quá ha. Ăn cá ly. Sơn Hà đi về kiếm bà cố Sơn Hà. Sơn Hà nha. Đi. Về kiếm bà cố đi. Về cố ơi, về cố nè, đi kiếm chị dâu à. Ôi cố cửa, cái cửa u đầu đứng vậy là u đầu á. Đi về, đi về kiếm con kia kêu kìa, kiếm kêu kìa. Về coi cố có nhà không. Bữa nay cậu Chính đi làm chi về ha. Về chơi với bà nội ba nè Sơn Hùng. Ừ, sang dây đẹp quá ha. Ông bức của ông Chính đó, bức ông Chính đánh đòn. Hey. Này. Cố ơi. Vậy ba chơi chơi mấy ngày vậy ba? Dạ. Vậy là ngoại mà mừng dữ à. Giỏi con. Ê trời ơi. Mày bậy quá. Sao không? Lại thôi mà có. Rồi. Ngoại khỏe hả? Mẹ làm bánh bao đó. Bánh bao. Mẹ làm. Lấy cái chén đi con. Mẹ làm. Mẹ làm bánh. Dạ. Phải ngủ 3 tiếng đồng hồ. Dữ vậy hả? Dạ. Anh đâu không có về không? Có. Đâu? Ở trước. Ăn đi. Chén cái chén. Để đó đi con. Để đây. Sơn Hà lại với bà cố kìa. Con hả? Con đây nè. Lại bà cố nè Sơn Hà. Bà cố nãy giờ vỗ tay mà không chịu lại. Không chịu. Chịu hả? Không chịu mẹ mừng quá. Mẹ dạ. Mừng quá. Về đông vui hả mày? À, ngủ 3 tiếng. Dạ. Năm thất gì kia hả? Dạ có về mẹ con. Bắt cái quạt đâu? Bắt cái đèn lên cưng. Dạ. Bắt cái đèn lên. Mát không con? Mát không? Đèn lên không mấy rồi. Vậy là nay về ba là rảnh rồi vậy ở chơi ngoại mấy ngày vậy hả? Ngoại mừng dữ à. Ngoại mừng dữ. Dạ. Tại vì ngoại muốn ở nhà mà mấy dì về. Chứ còn tới nhà mấy dì ngoại con không thích. Hỏi 10 cái con. Má sau nghe mỗi giò mỗi cặp. Dạ.
Rồi cái gì ba mới nói lớn tuổi rồi thì nói vậy đó mẹ. Con đừng nói vậy mẹ buồn lắm ạ. Con đừng nói khi lớn tuổi thì cũng này kia. Cái lát cái nói không phải vậy. Tại tao có cái buồn gì đó rồi bắt đầu buồn nó mới đau nhất ạ. Thì mình biết mình có chứng bệnh vậy thôi, mình đừng thèm buồn. Con đừng nói vậy má giận ạ. Thì cứ buồn đi, có lượng quạt cho không? Cổng mà xe lắm nè. Tại buồn mới đau nhất cả, nó về đừng buồn, đừng buồn con không chịu. Nói đau mỗi nghe nó say sẩm. Cái gì ba mới nói lớn tuổi nó vậy đó. Lớn tuổi này cũng như nó tặc tẹo chỗ này, tặc tẹo chỗ kia. Con đừng có nói vậy, mẹ buồn rồi đừng có nói vậy. Tại tao buồn rồi nó sanh ra vậy cho nên. Thì lớn tuổi rồi thì thôi biết vậy, biết là. Ráng đừng buồn hả? Ai nói những đừng buồn, con đừng nói vậy má giận à, sao đừng buồn. Thì thôi cứ buồn đi, nói sao không được. Buồn buồn đi. À không buồn. Thế sao cũng bị mắc lỗi hả? Sao cũng không được lắm. Không chịu ý. Nói giờ mà đâu chịu già phải không? Không chịu. Nó lớn tuổi rồi vậy đó mẹ. Lớn tuổi rồi nó tặc tẹo, nó muốn à, sao nó muốn à. Con đừng nói vậy má buồn lắm. Không chịu lớn tuổi. Lớn tuổi. Rồi cái nói sao ngọt lại nói của ông bánh. Nói vậy thôi, tại tao có tao buồn sầu cái sanh ra vậy, suy nghĩ cái sanh là vậy. Thôi mẹ biết vậy mẹ đừng thèm buồn mẹ. Con tối ăn bánh đi. Mẹ nói vậy mẹ giận là sao con đừng buồn. Thì buồn đi, tao muốn buồn buồn đi. Chứ già nói sao con không chịu đâu ai biết. Rồi Sơn Hà qua đây ăn phần của ai mà xách nguyên cái vậy? Của anh hai. Hả? Chứ tưởng đâu mà của bà có xách về cho ăn. Không ăn nữa, Sơn Hà không ăn. Uống nước no rồi, bảnh qua đây uống nước no rồi. Nay trời hầm quá nực. Đừng có ăn hiếp anh hai nè. Làm hết ca nước của bé hai luôn. Dạ hả? Em uống. Trời ơi, bữa hôm qua nó thích cái cô bé tên Dâu. Kêu em dâu rồi nay chạy qua kiếm. Trời ơi. Hay quá hay biết nhà chạy qua kiếm. Chạy qua kiếm dâu hỏi bé hỏi ghế bằng trước. Trời ơi nó đè. Nó đè con dâu cái con phà nó đừng đè chị dâu, đừng đè chị dâu nó thành cái trời. Em chồng nhìn quá trời đất rượt chị dâu đè. Nói chị dâu chị dâu ra. Chị dâu ra. Mà con dâu thì dây chị. Đừng có ôm chị dâu nữa. Nó xin hồn nó xin hồn. Trời ơi nó đẹp quá trời ơi. Ui. Đâu biết nhớ con được cái. Để chân hả? Bỏ cái da. Ngon không? Đặt đầu đi con lấy nước uống. Ngon lắm. Ngoại đấy mẹ về ngoại mừng quá chừng. Có người này kia về vui vậy đó. Ăn đi con. Ăn đi. Vì nó mới nói cho ai, vì nó mới tụi bay ráng về với bả. Chắc bả ngày nào. Nói ngoại rất là thích dì ba, nhưng mà lên dì ba thì ngoại không thích. Thích ở nhà mình. Để rồi mấy dì về mới chịu. Đó à, đó à. Sao xếp cho bể cái chén đi. Chị không cơm gì? Trời ơi, đi chợ làm đủ thứ. Mua da đầu heo về sắc bằng chiều trong gỏi cho chín nhắc nhậu kệ nó. Có chị nhậu nhậu. Rồi mua thịt kho tàu với trứng đồ kho. Sướng hả? Vâng. Má ăn với cá lóc rồi cá chốt rồi trứng vịt gì đâu đủ thứ đó. Món cậu chín rồi về ba về hoài. Có người tên làm mà nhậu mà sướng quá. 2 triệu. 2 triệu tháng hả? Trả cho dì ba 2 triệu. Chị chịu không? Cái dì ba nó 2 triệu. Bao ăn? Bao ăn ở? Tao đi chợ, tao ở đây rồi tao đánh bài rồi mày thua rồi. 2 triệu bao ăn ở hả? Mà chị biết không rồi. Ở đèn đó, bị đòn đó. Chỗ đi, chỗ. Đây đi, chỗ đây đi. Chết lại đây. Trời ơi, nhúng, trời ơi, ăn còn nhúng nữa. Ngon con, ngon không? Lượm lên xuống không? Trời ơi, lượm lên xuống không? Lượm lên xuống không? Lượm lên xuống không? Lượm lên xuống không? Đây, để mày lượm cho. Mày lượm chứ. Kìa, cục rồi đó. Trời ơi, bỏ chút nữa giờ ông chính quýnh đòn. Hai anh em mới bài, trời ơi. Đi đâu hết nhà, nó thấy về cốt thì tí. Chạy đi lên. Ở đây có nhiều chỗ đi chơi hơn. Bánh vừa lột ra tới đây rồi. Chơi hả? Con má. Vô con. Dép của ai vậy? Của mẹ hả? Sách dép của mẹ đi đâu? Ừ, kiếm mẹ hả? Dép của mẹ hả? Dép của ai cho con đưa đi, nó mang cái đẹp hơn. Nó mang cái đẹp hơn, không châu à. Của mẹ mà đâu có nó mang. Khỏe ăn bánh đi. Ăn đi. Ngoan đi. Đi ăn với chị. Đi ăn với chị. Ăn cái đi. Mà coi em làm ngon không? Chắc ngon rồi chứ gì nữa à. Nhưng thì ngon lắm vậy ba. Mà bột thì không có giống hồi xưa. Giờ hồi xưa bà bột khai á. Mình ăn quen rồi.
rồi trời nó không có ngon bằng người xưa khai nó dạ, nhưng mà bột hồi xưa thì nó độc, nhưng mà ăn cái mình quen cái kiểu mà bột khai á mình thích. Hồi xưa cái bao này bột nổi nó khai đó. Dạ. Nó chạy đi chơi à. Trời ơi, thằng suốt ngày đi vậy đó. Trời ơi, nó chạy qua bên nhà hàng xóm nữa đây, chạy qua kiếm chị dâu nữa đây. Hỏi hỏi mời sao chị dâu đâu? Sơn Hà. Hỏi mời sao chị dâu nữa đâu? Trời ơi. Vô đây Biểu. Vô Biểu nhanh. Đi về nè. Dí gà hả? Ngộ chết. Trời ơi, chạy theo con gà cô chú. Mẹ về rồi cả Sơn Hà. Mẹ con về rồi cả. Mẹ xiến về rồi, mình nội về rồi. Mẹ xiến về rồi nè. Rồi, mẹ xiến đâu? Mẹ xiến đâu rồi? Thả bấm về nè nhanh. Sơn Hà lại đây. Sơn Hà. Để mà ấm về. Nè 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 nè. Mẹ về rồi kìa. Mẹ đâu? Mẹ rồi chủ con đây nè. Nó đi rồi bỏ nhà đi. Rồi chị vô đi. Vô nhà đi. Vô đi. Nhanh. Đi vô. Vô đi. Ngon không ngoại? Ngon không? Ăn giờ tới chiều phải. Có cơm cũng được. Má mà gì cũng ngon hết á. Dạ. Con mình mà mình phải khen chứ. Vậy ba định chơi mấy ngày? Vậy ba chắc 3 ngày cũng chắc 30. Ủa thì chị không đi đám cưới hả? Dục chị ở một hộp. Không đi hả? Không, không dạ. 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 Ừ, không xe. Còn ở dưới này không con ghé nó không đi. Ở dưới này ai đi đặng nó bao xe đi luôn á. Không ai chịu, ai cũng đi một đa, một đa. Cái thôi nó không có tiêu. Dạ. Hụt nó nói nó vàng ở bên bữa da, bữa da. Để cây đổ giang với thẩm. Em phụ con Khanh mà con Khanh không biết có đi hay không. Nó mới chưa biết. Dạ hả? Dạ. Thôi vậy chị gửi cho nha. Mà chiều mùng 2. Tâm bóp cho bà có hả Sơn Hà? Không. Đi hả? 30 chị về chị Quỳnh đem cái bao thơ gửi cho gì vậy? Rủ bà có vẻ nở còn tâm bóp nha. Sao lắc đầu. Bỏ cơ nè. Dạ. Chị ba uống miếng đi đỡ cơ cổ. Không cổ nó nổ hư nha. Trời nóng quá ha. Nó hôm nay nóng ngực luôn. Khát nước, nó khát nước rồi. Nóng quá trời. Đó, ghé bé hai làm hết cho nước bé hai này. Rồi mấy bữa nay là dì ba nấu cơm cho ngoại hả? Rồi, uống rồi hả? Không quay kia đi nữa, lớn rồi trời, con quay. Ôi, thằng bà, Sơn Hà nó dí chị dâu. Dâu nè. Nè, chị dâu nè. Thả nó xuống đi. Chơi chị dâu đó chơi. Chị đâu có biết nó tên dâu. Rồi cái nhà cái chị Sáu lên lên nhung á, quấn tí sắc ra để nó lên nhung cái con dâu nó ngủ chưa mà bà đi vậy. Nó có ông già chồng gì kìa. Hỏi ngủ ai. Ai về nói tên con dâu. Rồi rồi rồi. Vậy ba giờ làm gỏi hả? Vậy ba làm gỏi cho mấy ai cậu chín nhậu. Sướng à. Cậu chín vậy còn gì bằng. Ba gì? Ừ. Ai mong gì ba về dữ lắm. Chứ đâu khi nào mong mẹ đâu. Vậy ba cậu gỏi lửa tay heo. Mẹ lười. Ba. Còn ngoại là nay không có đi tiệm đâu quán mà cũng chờ lương tháng nữa nè. Bữa nay mẹ về đang gửi lương tháng cho ngoại. Tại vì hôm qua nghe bà chị nói mẹ mày nói cần cái lương rồi đó. Dạ chờ hả? Thôi để mai mốt về đi chứ đi ta không có đem.
sau bữa nay có về nè, thôi về đưa cho rồi để một tay mẹ mất đi đám cưới rồi. Là mất công ngoại trường nữa. Dạ. Chứ ra ngoại là một tay mới đem về nè, hôm nay tên ngoại có chừng trước thôi. Lãnh lương nha, tại một tay con đi đám cưới không có nhà. Đây năm tờ. Đây. Con bao chứ không phải của con đâu. Chứ người ta chưa đỡ đưa. Ta chưa đưa con bao giùm á. Năm tờ đếm đi. Con cái đủ thôi. Đâu có đếm lại đàng hoàng, mẹ con thì mẹ con. Chứ tiền bạc Yến là tiền bạc. Rõ ràng. Tiền không có bà con. Năm lá. Đúng rồi. Bà con không có bà con. Dâu đâu không có bà con. Chỗ đầu. Đâu biết được. Đồng tiền là mở mất. Nè chị dâu đây nè Sơn Hà. Chị dâu đây nè. Suốt ngày á. Đi tới đâu thấy quạt ta cũng lại bấm vậy đó. Dâu nó sợ điện, nó che lại không cho vô quạt. Ừ. Rồi chơi chị dâu đi mình về. Dâu ơi. Để mượn. Đợi cho anh đội quýnh luôn. Rồi. Nay hết thân à, hết thân thiết rồi hả? Dám đánh chị dâu chị ba ở chơi chừng nào mấy chị trẻ có rảnh chị về chơi. Còn thì chị ở chắc tới ba chị về chắc 30 qua. 30 à? 30 chị về coi thống mới để. Ừ, nay mới 27 à. Dạ, đi về cho thống nó về có không? Ừ. Ngày mấy? 27. Rồi. Rồi ngoài trong trời nữa đây, ngoài buồn rồi. Buồn không? Để ba về, ông tuổi nó về. Để tụi nó về. Rồi về trả về nữa. Ta cũng mắc anh việc người ta. Về tí về. Sao được? Có ai bằng gì cho người ta nhậu không? Thấy con bằng cho người ta nhậu thì chạy về. Kia thì con khỏe không có. Chị sao biết không? Tại vì bình thường thì phân tuổi chạy về rồi. Còn ngày lễ con nha, chết dưới dưới giờ của bà. Dưới giờ bà. Em đi chơi hướng dẫn em chơi chứ má bằng gì giờ. Cụ cãi nha con. Nhà này chỉ có ngày mùng 1 Tết với ngày đám giỗ ba thôi. Còn bình thường thì tuổi đi xong lâu à. Nó không có hẹn được. Tại đứa này á về mà lãnh lương nhà nước tới. Ừ, nói chị Sáu mẹ bệnh lãnh lương rồi đó. Bữa hai gửi con rồi. Chưa lạnh. Vậy đó, nhớ dai lắm. Này, tiền cũng còn phải nhắc đâu chơi rồi. Nhưng mà tới đó cái tăng gì. Ông ngoại thì lãnh chị gửi rồi. Ông ngoại ông mơ mẹ. Không tại có tiền không hả? Không có tiền. Cái chị ba đưa đâu cũng không vậy. Dạ hả? Tại chị ba về lúc con cho nó ăn. Con về à? Chào ba chơi nha. Cảm ơn nhiều nha chị. Về con về như vậy ba. Lại hôn miếng thì về. Con lấy hôn miếng đi. Bà nội không cái thì về. Không cái thì về. Không, không cái gì. Đưa mặt đi. Đưa mặt đi cho bà. Đưa mặt đi. Em cho bà cố đi. Dạ. Quạt cái tay á. Dạ. Rồi lấy đem hũ mắm lên da con. Dạ. 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 Thế ngoại con gì? Dạ. Không bay. Về. Con về mà sao rồi? Một người bà già. Bà già. Chết. Con về. Con về. Đắc học cho con. Đến giờ cẩn thận kia mẹ. Bữa nay nghỉ học về cẩn thận anh Hùng số 1 miếng coi. Nó đây nè ngoại. Nó quậy đây nè. Nhà đây cố nè. Đây cố kêu con cả. Cố đừng mà về. Cho mà cố không nè. Không chịu, không chịu. Thôi, không cho Hùng thôi. Sao kỳ vậy? Đi vậy con. Có còn già không? Không phải. Lại cố hôn đi rồi em về. Bà ngoại hình ảnh xin chia sẻ cho bà con mình xem về thăm ngoại nha. Làm cho mình tiếp theo. Bye bye, chào cả nhà. Xuân Hà mấy ba cô chú, Xuân Hùng mấy ba cô chú. Xuân Hà mấy ba cô chú, Xuân Hà mấy ba cô chú đi. Mấy ba cô chú nè con. Xuân Hà. Ôi, lo mấy cái quạt rồi.